Thưa quý vị, từ sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất đến nay, nhiều người từ các tỉnh thành lân cận kéo về xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu mua đất, hình thành cơn sốt kéo giá đất tại đây tăng cao gấp 3 đến 4 lần so với năm ngoái. Điều này tiềm ẩn nguy cơ nhiều rủi ro cho người mua. Thành ủy Vũng Tàu đã có văn bản khuyến nghị người dân thận trọng, cân nhắc kỹ khi quyết định mua bán, chuyển nhượng đất tại xã Long Sơn. Những ngày gần đây, đến xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, đi đâu cũng thấy nhiều khu đất được rao bán. Trên cây xanh, các cột điện, trên tường nhà, vỉa hè, thậm chí là được dán ngay trên đường đi. Theo những người dân nơi đây, từ khi dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam và một số dự án kinh tế lớn khác được khởi công xây dựng, giá đất tại xã đảo này tăng chóng mặt. Có thời điểm, một ngày có đến 5-7 lần giá tăng. Hiện bây giờ là một ngày như vậy là không biết bao nhiêu người mà đi tìm đất mua. Những cái nền mà ngày xưa mà người ta không có tiền, ta bán lại 400, 450, bây giờ hả họ bán cả tỷ không. Còn nếu mà đất giá hoài á, là nó cao mấy chục lần chứ. Trước tình hình trên, ngày 30 tháng 3, Thành ủy Vũng Tàu đã có công văn khuyến nghị người dân khi có nhu cầu mua bán, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Long Sơn, cần hết sức thận trọng và liên hệ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để nắm rõ thông tin trước khi giao dịch, nhằm tránh bị thiệt hại sau này về kinh tế do nhận chuyển nhượng đất không có giấy tờ hợp pháp, đất lấn chiếm, loại đất không phù hợp với nhu cầu sử dụng của người nhận chuyển nhượng, hoặc đất trong khu vực dự án đã có thông báo thu hồi. Thành ủy Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền xã Long Sơn tăng cường công tác quản lý cũng như giám sát việc kinh doanh, chuyển nhượng đất đai trên địa bàn. Long Sơn thì phát triển chủ yếu tập trung vào dịch vụ du lịch và khu công nghiệp, nên là sẽ có hạn chế về vấn đề là phát triển khu dân cư. Đặc biệt là hiện nay là hạ tầng của Long Sơn là hiện nay đang trong giai đoạn hoàn thiện và quy hoạch Long Sơn hiện nay cũng chưa được đồng bộ, nên là bà con khi mua đất mua thì phải tìm hiểu thật kỹ, liên hệ với chính phường quyền địa phương của chúng tôi hoặc liên hệ với các cơ quan chức năng của thành phố. Cái vùng đất ở đây nó có nhiều vùng đất là do nhà nước quản lý, người dân không có quyền chỉ sử dụng thôi, nếu mà mua bán giấy tay thì cực kỳ là nguy hiểm. Cái thứ hai nữa, hiện nay là chỉ có dự án hóa dầu Long Sơn thôi, mà dự án này thì cũng mới ở cái giai đoạn gọi là làm lễ khởi công. Đồng thời dự án này đây là dự án của khu công nghiệp lọc hóa dầu, cho nên là không có phát triển về vấn đề khu dân cư, dẫn đến cái việc cung với cầu. Cái nhu cầu không có thì cái cung không có, dẫn đến là cái gì? Là cái việc người dân mua ở đây là chủ yếu là đầu cơ và tăng ảo. Theo Thành ủy Vũng Tàu, quy hoạch xây dựng xã Long Sơn trong tương lai chủ yếu tập trung xây dựng các công trình kinh tế, quốc phòng của quốc gia. Diện tích quy hoạch là đất ở hạn chế và chỉ tập trung giải quyết tái định cư tại chỗ cho người dân địa phương có đất bị thu hồi thực hiện dự án. Nếu không cẩn thận, người dân sẽ mua phải đất đang trong diện thu hồi giải tỏa, hoặc khu vực đất thuộc nhà nước quản lý, giao người dân sử dụng, hoặc mua bán bằng giấy tay, rất nhiều rủi ro.